video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và sửa chữa cái máy rửa mặt Foreo 44. Thì đây là một loại máy rửa mặt cá nhân ha. Nó khá nhỏ gọn hơn so với những cái máy Foreo thông thường như Luna 2, Luna 3, Luna 3. Đặc biệt là nó kích thước của nó. Đây là cái Luna 3 mini ha. Cái kích thước khoảng 2/3. Nó hơi nhỏ hơn cái Luna 3 mini. Tuy nhiên cái chức năng của nó khá đơn giản và nó sẽ là loại duy nhất nó sử dụng pin tiểu. Đây, những loại pin như thế này. Thông thường những cái máy Foreo mà các bạn sử dụng á, chức năng nó đa dạng hơn. Đồng thời á, nó sử dụng cái pin lipo, nghĩa là li polymer ha. Tuy nhiên ở Foreo mà 44 này á, Luna 44 ha. Thì đây các bạn nhìn thấy ở phía dưới vít này á, nó sẽ có hai con ốc ba ke. Thì mình sử dụng cái vít ba ke á, rồi mình vặn hai ốc mình tháo ra ha. Trong trường hợp mà cái máy các bạn sử dụng á, nó hết pin hoặc pin yếu á, thì các bạn có thể tiến hành bán thay thế pin được. Đây là loại cái máy á, nó sử dụng pin rời ha, pin không sạc. Rồi mình sẽ tắt phần vít ra. Phần này có phần cái miếng đệm silicone ha, đó nó che lại, mình tắt ra luôn ha. Các bạn quan sát cho mình nè, cái phần này á là phần cực âm của pin, còn cái này là phần cực dương của pin ha, có dấu cộng ở đây nè. Thì với cách này á, nó sẽ hướng dẫn cho mình kết nối. Mình giả sử đi, cục pin á có hai cực, cục pin á có hai cực. Đây phía dưới đó là cực âm ha, còn cái cục phần này á là cực dương của nó, thì mình kết nối thôi. Đây, nó đã hướng dẫn cho mình đó cái chiều nào chiều gắn pin, dấu trừ của mình đó, đây dấu trừ. Hai pin này á là hai pin tiểu 1.5V ha, xong với nhau nối tiếp với nhau tạo thành điện áp 3V DC cấp nguồn cho cái motor room DC bên trong. Đồng thời các bạn quan sát ở cái phần đế của nó có dấu cộng dấu trừ ha, thì mình lắp dấu trừ á theo cực âm đây và dấu cộng theo cực dương đó. Mình lắp xong đó mình gắn cái miếng silicone này che lại để cho ngăn nước, đồng thời á mình bắt ốc vô là xong ha. Phía trên này là lúc nguồn ha. Trong trường hợp máy này á, khách gửi cho mình á là cái con 44 này nó bị hư, thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra. Đây bấm nguồn á, không thấy tác động, không có rung ha. Mặc dù á các bạn thay pin mới rồi. Đây như đây á mình chỉnh cái điện áp 20V, mình đo cái điện áp của pin, coi nó trong trường hợp mà pin yếu hoặc pin cạn quá thì các bạn nên thay pin mới ha. Đó, ở đây mình các bạn nhìn thấy không, mình đo được cái điện áp là 1.5V ha. Đối với hai pin này á nó bị đã đầy, mặc dù vậy á là cái máy này không hoạt động. Thì tiếp theo đây á mình sẽ tiến hành mình bỏ máy. Thứ nhất là các bạn cần cho mình một cái cây nhựa ha, để mới hạn chế dùng kim loại, vì mấy cái cây kim loại á, mình chọt á nó sẽ rách cái miếng lớp vỏ bên ngoài silicone á, nó sẽ ảnh hưởng đến việc hoạt động của máy, là do trường hợp nó dễ vô nước ha. Đó các bạn dùng cây nhựa nè, mình nảy nhẹ 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 bên đây nè, nảy theo đường ha, mình tách từ từ ra thôi đó, cho nó bung cái lớp keo ra. Mấy cây nhựa này á, nó có bán sẵn ngoài thị trường ha, các bạn có thể mua ngoài cái cửa hàng mà bán linh kiện điện thoại di động á, nó bán mấy cây nhựa này nè, này nè. Hạn chế dùng mấy cây nhọn ha, hoặc là những cái phần mà sắt á, sắt bén á, nó đâm vô là rách cái miếng silicone này. Mình trong trường hợp mà các bạn mua mới mua vậy mà các bạn chà cho nó cuồn cuồn cái đầu này nè,
để không ảnh hưởng đến cái phần lớp vỏ silicone này. Đó, mình chọt cho cái phần keo quá nó bung ra ha. Rồi, sau khi nó hở như thế này á, mình bắt đầu mình tách cái phần silicone này xuống. Các bạn lấy tay các bạn đẩy nhẹ thôi nha. Nó được thôi. Đẩy cho cái phần keo nè, mà đẩy xuống. Keo dính khá chắc á. Các bạn có thể dùng cái nhựa các bạn đẩy xuống một xíu nữa ha. Mình làm từ từ thôi, không cần phải vội vàng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hai bên bề mặt này á, nó toàn là keo ha, keo dán để chống nước á. Thế thì cái máy của mình á, là khách báo á, là nó bị không rung. Đây, phần này á, nó có hai cái đầu này nè. Các bạn gỡ từ từ rồi, nhẹ nhẹ thôi nha. Nói chung á, mình gỡ nhẹ thôi để tránh làm rách cái miếng silicone này nha. Đó, mình đã tách được cái phần silicone và phần vỏ này ra. Rồi, mời sau đó mình sẽ tiến hành mình tháo cái phần hai phần vỏ nhựa này ra. Đây là vỏ ngoài của nó. Với một số máy rửa mặt thông thường á, các bạn nhìn nè. Ở đây á, mình tách ra theo chiều dọc ha. Như đây là cái máy rửa mặt Fore Luna 3. Thì mình sẽ tách theo chiều dọc như thế này để mà tháo bo mạch ra sửa chữa. Đó. Còn đối với máy mà Fore Fore này á, là các bạn quan sát nè, nó không có thể tách theo chiều dọc được mà nó mình tách theo chiều ngang ha. Đây, các bạn nhìn quan sát lại chỗ này cái phần đường viền nè, thì mình sẽ tiến hành mình tách thôi. Các bạn lưu ý cho mình á, đây là cái nước nguồn ha. Như bạn không để ý á, mình tách luôn phần này là mốt mà bấm nguồn không được ha. Chỉ riêng cái phần nước nguồn này các bạn bỏ qua, còn riêng cái phần này nè, bên hông nè, mình tách ra để mình lấy cái bo mạch ra. Đây, rút ra. Đây là mấy cái ngàm giống như ngàm định vị ha. Nó sẽ định vị vô đây nè, sát vô. Ăn khớp với nhau hoàn toàn. Thì nhà máy á, người ta bên trong người ta đã chế tạo như vậy rồi. Rồi, các bạn quan sát cho mình. Cái phần này á, là phần motor room PC ha. Thì đây á, là cái máy mà loại bỏ túi á, xốc tay. Nó không có giống như mấy cái máy mà rung mạnh như cái máy Luna Mini 3 nè, Luna Mini 2 nè, thì kích thước cái motor rung á nó sẽ lớn hơn nhiều so với kích thước cái motor rung của máy Fore Fore. Rồi, khi mà các bạn mà tháo tiếp tục á thì cái phần này nè nó sẽ được dán keo ha, mình khó tháo tại vì đẩy không được ha, mình rút ra không được các bạn. Lưu ý khi mà các bạn lắc nhẹ mà nó mà không di chuyển á, thì mình lấy một cái dao là cái phần mà kim loại mỏng á, mình ấn vào đây ha, lưỡi lam cũng được, ấn đây nè, đẩy xuống cho cái phần mà keo á nó tiếp xúc với cái phần này nè, phần nhựa bung ra, mình đẩy mạnh xuống là được. Rồi, cái phần keo liên kết với cái motor room DC này á,
mình cũng đẩy luôn ha, đẩy sát xuống. Cho nó không còn dính được với cái phần vỏ nhựa nữa. Mình quan sát đây á, thì nó cũng có một con vi xử lý ha. Thì cái mạch giống như mấy mạch bình thường thôi. Tuy nhiên á, ở đây nó sẽ không có dùng IC sạc. Tại vì mình dùng cái loại pin thay thế nè, pin rời thay thế ha. Chứ không phải dùng những pin sạc như xe pin lipo. Còn tiếp theo á, các bạn lấy tay á, các bạn đẩy nè, đẩy hai cái nhàm này nè. Đẩy này ra cho nó di chuyển cái bo. Đó, mình kéo nhẹ ra nha. Ở đây kẹt á thì mình lấy mã hoàng á, mình xả hai cái chân motor ra. Thì mình lưu ý các bạn á, là các bạn nè, đây là motor rung DC ha. Đó, sau khi các bạn mà tháo được cái bo mạch này ra thì mình có thể đo đạc kiểm tra nè, quan sát cái bo mạch nè, coi nó bị rớt vô nước công vanh hay không. Thì trong trường hợp này á, mình quan sát cái bo này á, như đây mình thấy nó vô nước nè, bị oxy hóa ha, mấy chân sạc, mấy chân chấu pin nè. Rồi, phần bo mạch nè, cái phần đây nó cũng bị ra tem một chút xíu ha. Thì trong các video sau mình sẽ tiến hành mình kiểm tra sửa chữa rồi đo đạc cho các bạn thấy. Rồi khi mà mình sửa chữa xong á, các bạn có thể, nếu mà có bo mạch á, các bạn có thể sửa chữa linh kiện ha, hoặc thay bo ha. Thì mình cái quá trình mà mình ráp lại á, thì cũng như cũ thôi. Nào mình làm ngược lại, những cái gì mà tháo ra sau á thì mình ráp cho đầu tiên. Như đây nè, các bạn nhét vô đây nè. Đó, hai phần này á, cái gì những đây mình dán keo trước nha, rồi mình chích vô đây cho nó cứ cố định lại, nó không có lúc lắc cái bo ha. Rồi, những cái phần mà chân cộng chân trừ của cái motor rung á thì mình cũng hàn vô, mình lấy mẫu hàn á, mình chích vô đây nha, mình hàn trước rồi mình đẩy lên sát cái bo mạch lên, mình chích keo vô những cái phần này. Tiếp theo đó các bạn thử trước, các bạn lấy pin á, các bạn thử ha. Đây, mình sẽ gắn cái phần này vô luôn, cái phần nút nguồn nè, cái má này á, nó đã sẽ tiếp xúc với cái nút mở nguồn đây. Đó, mình ráp vô. Rồi mình che keo cái phần viền đây nè. Cuối cùng á, mình lắp pin vô, mình test trước nha. Vậy là xong ha. À, khi mà test ok xong á, thì các bạn có thể lấy cái vỏ nó silicone nè, các bạn dán vô, bôi các lớp keo mà để chống nước á, nè các bạn bôi xung quanh đây nè, rồi như lúc đầu người ta bôi nè. Mình bôi xong á thì mình lấy keo, cái vỏ silicone này mình ốp vô ha, để cho nó cố định lại. Vậy là xong ha. Cuối cùng á mình bắt cái ron, rồi mình gắn cái nắp vô và mình bắt hai ốc là xong. Như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tháo lắp máy 4L44. Những cái máy này rất là thông dụng ha, nó cũng bán nha. So với giá thành mà những cái máy mà 4L bình thường á thì nó sẽ thấp hơn một chút đỉnh. Tuy nhiên ở đây nó năng động hơn, là nó sẽ không cần dùng cục sạc kèm theo, tại vì các bạn có thể mua những cái cục pin tiểu như thế này nè, rồi mình ráp vô ha. Trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy á, nó rung yếu, có nghĩa là pin yếu á, hoặc là các bạn bấm á, nó chỉ có sáng đèn á, ở phía này à, nó có một cái đèn led ha, nó sáng đèn thôi mà nó không có rung ha, tắt đèn một chút xíu á, thì các bạn có thể tiến hành thay pin tại chỗ là tại nhà cũng được. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.